Hello, xin chào các bạn. Hiện tại thì Quang Sang đang có mặt tại một vườn hoa, hoa Tường Vi. Ở đây có rất là nhiều hoa. Quang Sang sẽ giới thiệu cho các bạn một địa điểm chụp mới. Vâng, xin chào các bạn. Đây thuộc khu đô thị Núi Long. Ở đây bán rất là nhiều cây và đặc biệt ở đây có một loại hoa Tường Vi được trồng trên các cây cổ thụ. Theo Quang Sang được biết thì hình như là cây này được ghép trên những cây cổ thụ, nó rất là đẹp. Nếu mọi người mong muốn có một bộ ảnh rất là xịn sò với hoa này thì hãy đến đây để chụp cho mình một bộ ảnh rất là đẹp. Quang Sang thì vừa đi chụp rồi. Hôm nay Quang Sang phục vụ cho khá là nhiều người đến chụp với những bông hoa Tường Vi này.